Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì có một số anh em chắc chắn cũng sẽ thắc mắc về dòng máy Estin 651 có thể bù lại khoảng trống khi dòng máy Estin 660 chính thức hết hàng năm 2021 này. Thì theo như mình biết được, dòng máy Estin 651 được sản xuất từ Đức và sản xuất năm 2018 và chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2021 này. Ok, hôm nay mình sẽ làm một video trải nghiệm về dòng máy Estin 660. Về dòng máy Estin 651. Tại vì tuần trước mình có cùng anh Thương đập thùng con máy 651. Thì hôm nay mình sẽ mượn con máy của anh để trải nghiệm cho mọi người xem. Mọi người hãy đón xem và cùng trải nghiệm với mình nha. Ok. Mở máy lên. Còn đắt dịch rồi. Bắt trước người nước ngoài nha mọi người. Đá hắn luôn. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm với dòng máy Estin 651 này hạ cây nha mọi người. Cái cây sau lưng mình đây, cái cây này khoảng là tầm đâu là 100 hoành đó mọi người. Ok, giờ mình sẽ hạ cây này cho mọi người xem coi dòng máy Estin 651 này mạnh và chắc như thế nào nha.
Sau khi mình trải nghiệm với dòng máy Tin 651 thì riêng bản thân mình cảm nhận thì dòng máy 651 này có thể bù đắp lại khoảng trống khi dòng máy Tin 660 chính thức hết hàng năm 2021 này mọi người, ngừng sản xuất luôn mọi người. Thì với dòng máy Tin 651 này, mình cảm nhận điều đầu tiên đó là tốc độ, thứ hai là mạnh mẽ và thứ ba là độ bền của nó. Thì mình cảm nhận là 9-10 với dòng máy Tin 660 nha mọi người. Thì 9-10 là mọi người biết rồi, thằng Tin 660 là 10, còn 651 là 9. Không thể nào mà hơn với dòng máy Tin 660 được mọi người. Thì các anh em nào đang xài dòng máy Tin 660 thì chuyển qua dòng máy Tin 651 này đều phải bỡ ngỡ. Nói chung là mình chưa quen con máy thì mình sử dụng với dòng máy 660 nó quen rồi, thì mọi người chuyển qua dòng máy 651 thì đương nhiên là nó chưa quen, thì mọi người quen với cái tốc độ và ga của nó, thì nói chung là quen với máy dòng máy Tin 651 thì mọi người sẽ cảm nhận khác về dòng máy Tin 651. Thì riêng bản thân mình cảm nhận đó là 9-10 với dòng máy Tin 660 thì không thể nào mà qua được dòng máy Tin 660 mọi người. Nói chung về dòng máy 651 mình khen nó một điểm, đó là phuộc lò xo rất là nhẹ và cưa rất là, nói chung là rất là, con máy rất là đàn hồi, rất là nó không có sốc cái tay, không có rung rằng cái tay mọi người, rất là im luôn. Thứ hai nữa là mình cảm nhận là nó nhẹ mọi người, rất là nhẹ với dòng máy Tin 660 luôn. Còn thứ ba nữa là khi hạ gốc, có việc nhược điểm yếu của nó là hạ gốc là cái hàm rồng nó nù và nó ngắn, mọi người. Nó hàm rồng nó kiểu như phiên bản của 381 và 382 mọi người, nó nù và nó ngắn, cho nên khi mọi người hạ gốc rất là cực, khi mà bấm gốc hàm rồng rất là cực luôn. Thì mọi người có thể độ lại, lấy cái hàm rồng của 660 gắn vô thì hạ gốc thì ok mọi người. Thì đó là nhược điểm yếu của thằng Tin 651. Còn cái độ bền của dòng máy Tin 651 á, mình chưa có thể nào mà nói cho mọi người biết được, tại vì với dòng máy này mình mới vừa biết được khi anh Thương anh mua về và anh cưa, nay cũng được 10 ngày mười mấy ngày rồi, thì mình chưa có thể nào mà mình phân tích về cái độ bền của nó như thế nào. Nhưng mà riêng mình cảm nhận á, thấy cái dòng máy Tin 651 này 9-10 với dòng máy Tin 660 đó, đó là riêng mình cảm nhận. Còn các anh em nào đã sử dụng qua dòng máy 651 và có cảm nhận riêng của mình, có thể bình luận bên dưới video để các anh em được giao lưu và hỏi với nhau. Ok, giờ mình tạm ngừng video tại đây. Hẹn mọi người lại những video lần sau. Yêu mến mình, hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp tục mình làm những video mới cho mọi người xem. Chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống và những điều tốt đẹp cũng đến mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại.